Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình lại đi vào trong rừng ấy. Mình lại thấy ven đường ấy có rất là nhiều sim. Mình đã đấu lại để đi vặt mấy sim về ăn. Và tiện đây mình cũng giới thiệu cho các bạn chưa biết về cây sim như nào và cái quả sim như nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây chính là một cái cây sim này. Toàn bộ ở khu này thì là một cái gọi là một cái rừng sim nhá. Đây, những cái quả sim nó chín cây nó sẽ như này, có màu. Những cái quả sim chín cây nó sẽ có màu hơi đen đen một chút nhá, nâu nâu này. Đấy. Đây, còn cái quả này thì nó còn quả này thì là nó mới bắt đầu chuẩn bắt đầu chín. Ở đây có rất là nhiều muối các bạn ạ. Đây, còn muối này, vừa đốt mình. Ghê quá, nhiều muối quá. Đây các bạn ạ, các bạn nào chưa được vào cái rừng sim để tự vặt sim để ăn thì mình nghĩ là tuổi thơ các bạn chưa dữ dội như mình đâu. Mình thì ngày xưa còn bé thì rất là dữ dội luôn, đi vặt sim luôn. Hẳn một đội đi vặt sim. Vặt sim xong lúc ấy còn bị sợ ma ấy. Vì người ta kể như người ta đi trước thì người ta thấy mình đi vặt rồi, vặt sim rồi, xong người ta núp lại xong người ta cứ tạo ra những tiếng kiểu như là ma ấy. Hồi bé sợ ma lắm các bạn ạ. Nghe những tiếng kia là cứ tưởng là ma. Thế là chạy về ở mâm. Thế là đi lên trên đồi ăn sim. Mà cứ bị dọa ma suốt đây các bạn ạ. Đây mình lên phía trên này thì nó sẽ có nhiều sim hơn, nhìn thấy toàn cảnh hơn. Đây này, mình nhìn thấy chùm này, sim này. Nó chín như này cơ mà. Đấy. Còn các bạn thành phố thì chắc ở cái khu vực miền núi thì có thể ra chợ. Sẽ gặp rất là nhiều người đi bán thôi. Còn những cái tỉnh lớn như Hà Nội ấy, thì thành phố lớn như Hà Nội thì chắc là không có người bán đâu. Còn nếu mà có thì chắc là ship từ mấy tỉnh ở miền núi xuống ấy. Mình thấy là có nhiều người lấy cái quả sim này về ngâm rượu. Là một đặc sản đấy các bạn ạ. Cực kỳ ngon đấy. Đây các bạn nhé, lên trên này nó có một ít cỏ này, rất là phù hợp đi chơi nhé. Lên đây cỏ này, vườn sim này, rất là nhiều. Xong rồi bây giờ mình vặt sim xong mình ngồi trên bãi cỏ này để ngồi để ăn. Hay lúc đấy là mình tụ tập khoảng một đội, một team của mình đi chơi ấy, lên đây để đi vào trong rừng trải nghiệm, ăn sim xong rồi làm gì đấy các bạn nhé. Các bạn nếu mà các bạn ở trong thành phố có ai để giới thiệu đi một nơi nào đấy thì các bạn nên vào trong rừng sim để trải nghiệm một lần, khi đó các bạn sẽ biết ở rừng núi như thế nào và nó có những cái gì vui.
Đây là mình sẽ ngồi ở đây để ăn ăn sim. Wow. Đây các bạn ạ, mình bắt ở mé đường lên đến đây được một nắm như này rồi. Bởi vì mình đi hẳn con ngố đấy, lên đây nhiều muối quá, đốt này. Đốt với bắp chân này. Bây giờ mình sẽ lên cái chỗ bãi cỏ này, nó ít muối hơn, mình ăn mấy quả sim. Ở cái khu vực này nhìn ra thành phố Lạng Sơn và cái view này cũng rất là đẹp rồi. Nhưng mà tí nữa mình sẽ lên đi theo đường ở dưới này đi lên trên. Sẽ có đồi cao hơn, đồi núi cao hơn ý. Thì mình lên đấy sẽ nhìn nó càng đẹp hơn các bạn ạ. View nó sẽ rất là đẹp nhá, nhìn ra toàn cảnh thành phố này. Xong rồi mình đứng trên núi cao ấy, nhìn xuống bên dưới, đẹp lắm.